Mình lên tiếp clip 2 của ngày 11 tây tháng 11 nha. Một con bào Hitachi lưỡi 82 400k 460W. Mười lăm ngàn vòng trên phút, lưỡi không mẻ, dây Hitachi nha. Bốn trăm k mấy cái bào là bán lời mềm lắm mấy anh ơi, lời ít lắm, bán chơi cho vui, tính lên giá mà thôi kệ, mua đợt sau giá cao á lên 480 nha, 10W, 100V 480W, 420k mã 21, lưỡi 82 Makita, lưỡi không mẻ, không mẻ. Máy cắt gỗ Hitachi mã 21, lưỡi 165, 420k, 1050W nha. Lưỡi 155 đến 165, có 3 đèn nha, đế đẹp nè, 3 đèn, lưỡi đẹp luôn, không mẻ, hộp kim còn dày luôn. Này cắt dày lắm, là nó 6/2 là cắt được 60 này nha. Cắt te để chỉnh cắt độ nè, độ dày của dáng nè, được 6/5 nha mấy anh. Dây dài á, thử đèn trước đi, 3 đèn, có thắng từ. Bốn trăm hai mã 22, mã 24, 420W, 320k, có búa nha, có điều tóc, có đảo chiều. Hitachi đầu kẹp 10 ly, có cái đầu xiếc luôn. Không có lửa nha, lửa ngắn.
búa nè. Bình thường bấm qua. Ba trăm hai. Mã 23 440W 370. Khoan thường và khoan bê tông có đảo chiều. Mũi khoan gà thông dụng nha, như mũi bót vậy đó. Hitachi nha. Đè này xuống rồi đút mũi khoan vô nha mấy anh. Có điều tốt nha. Bên đây cũng vậy à, không có lửa đâu, mình bao không có lửa nha. Lửa ngắn thôi. Đảo chiều nè. Chế độ búa nè. Mã 23 307. Mã 25 520W 380. Hitachi có đảo chiều. Tem không đẹp. Đảo chiều. Chế độ bê tông. Búa mạnh nha. Này mấy anh xài công trình được á. 380. Nó không đẹp thì nó rẻ. Ngoại hình không đẹp. Mã 26 400k 500W nha. Có đảo chiều. Chế độ bê tông. Đảo chiều. Này dặn nha, đút vô đúng ngàm nó rồi dặn qua. À đây là ngàm lớn mới được. Nó có cái dấu nè. Đây là ngàm lớn nha. Còn đút ngàm nhỏ là nó không qua. Ngàm lớn nè. Dặn nó qua.
búa mạnh mấy anh đi công trình được đó nha, 400k. Có mũi khoan đồ nghề nó lạc đâu mất tiêu, mới kiếm được mũi nữa. Bởi vì mũi này là mũi làm đồ nghề nha, mình hết mũi rồi. Mấy anh đừng có xin nha, xin cũng không có đâu nha, mình có mũi nó tặng được nha. Nói trước chứ thôi xin rồi không tặng thì bù. Mã 27 100W 450W 430k nha. Mấy máy này thường mình bán 450 không, mà ngoại hình thì nó không đẹp nhưng mà nó chất lượng nha. Nay bán 430 là rẻ đó, đồ lên giá nữa đó mấy nha mấy anh. Máy này xài bền lắm. Hai máy này đều sản xuất tại Thụy Sĩ hết nha, made in Thụy Sĩ hết nha. Thụy Sĩ. Cái này mình làm sơn cái dấu là cho nó thấy rõ nè, đút vô mũi đầu lớn nè, dặn qua. Chế độ khoan thường và chế độ khoan búa nha, ghim điện nè. Đảo chiều đây nè. Chế độ búa nè. Mấy bái này búa nó đều xuống mà nó ăn ngọt lắm. Điều tóc từ từ nè. Để chỉnh đúng chiều của nó thằng búa mà. Để ngược chiều rồi. Để lộn. Chỉnh cái này nè. Để mình tháo một máy cho mấy anh xem thử nha. Lâm đồng còn đẹp lắm. Ở ngoài nó không đẹp đâu chứ. Lâm đồng đẹp lắm mấy anh nè. Tháo ra mất thời gian quá chứ mà mình tháo cho mấy anh xem hết. Lâm đồng còn đẹp lắm. Đâu có xài bao nhiêu đâu. Lâm đồng đó. Hai máy y chang với nhau cùng một đời luôn mà. Cho mấy anh coi thử, chạy thử nè. Không có lửa, máy nào cũng vậy. Mình canh lửa kỹ lắm. Ê. Không có chút xíu lửa luôn nha. Đảo chiều nè. Rồi, mở mất thời gian đó. Chúng ta mình mở hết cho mấy anh xem luôn. Rồi, để đây chút nữa mình siết ốc lại.
Mã 28 cũng vậy nha, 430 y gan cùng đời luôn. Gắn cái mũi khoan nè. Đúng của nó dễ qua nè. Đảo chiều nè. Chế độ búa nè. Có nó ngược chiều. Rồi. Tiếng máy em gù nè. Cái đục bê tông nha mấy anh, một mũi miệng nè, 17 ly, mã 29, 750 nha, 800W, Makita, liền lạc không đứt gì hết nha, tem đẹp luôn. Mũi nhọn. Ôi, nó mạnh khủng khiếp lắm, thử vậy thôi nha. Này đục nó bá phát luôn, mình vô mở đây luôn rồi nha mấy anh, vô mở đây rồi, vô đủ rồi đừng có vô nữa. Mã 20, mã 29, 750. Máy cắt bê tông, cắt đá qua cương, gắn lưỡi cắt gỗ là cắt gỗ được luôn nha, nó nhiều công dụng lắm. Máy này bên trong rất là đẹp luôn, xài ít lắm mấy anh ơi. Mấy anh tháo cái này, tháo ra nhìn cục than ra, nhìn cái đầu lam nó là thấy ghiền luôn á. Máy này xài rất ít nha, máy nào mà xài ít mình nói xài ít nha mấy anh, do nằm ngoài bãi rồi ở ngoài ngoại hình nó không được đẹp như là mới thôi, chứ quá tuyệt vời luôn á. Máy này nè xài rất ít luôn, liền lạc đẹp hết nha. À. 800K mã 30, dây 15 be dài luôn á. Cho mấy anh coi lưỡi đó. Lưỡi nè, lưỡi không quơ nè, không quơ nha. Có ống nước nữa, ống nước á,
Rồi anh nào mà đúng xài mua máy này xài là bao siêu bền luôn. Trời ơi máy này máy mới mắc lắm mấy anh. Trên 4 triệu bạc á. Chứ anh mấy anh đừng có tưởng là rẻ nha. Mà chưa chắc là chính hãng nha. Đây là chính hãng luôn á, chính hãng nha. Tua của nó là nó tua đâu rồi ta? À 5.000 vòng trên phút. Máy cắt góc nha. Hitachi. Lưỡi như mẻ nửa ghen thì phải nhớ. Máy này mình sơn lại nha mấy anh. Không thấy gõ hả? Nè, về gõ hơn không? Gõ hơn, tem đẹp nha. 900. Cái này mình sơn lại nè, sơn phần này nè, nha. Tại vì nhôm á, nó nằm ngoài mưa nắng cái nó dợp sơn cho nè, thấy xấu quá. Rồi xiên sơn luôn. Chứ cũng sơn cũng làm biếng á. Sơn về cái thấy nó đẹp. Cho mấy anh xài như mới. Chỉnh qua lại được hai chiều nha. Thấy không? Ở nó ok này nè. Xoay qua được 2 45 độ nha, cắt 45 độ. Xong rồi mấy anh ok lại. 45 độ. Ok lại là cứng nhắc không nhúc nhích gì cho anh nha. Vậy đi. Cắt khúc gỗ. Mới luôn. Cho nàng mới luôn. Ngót nha mấy anh. Nó có số nha. Ăn cay khích gịch rồi nha mấy anh. Khích gịch nha. À, cho có lửa luôn. Không có lửa nha. Không có chút xíu lửa nào hết. Chút mình thổi bù lại. Mã 32 một máy cắt sắt lưỡi hợp kim nha, 1.150W, 1.1 triệu. Máy mua mắt mình bán cao, tem đẹp luôn, sản xuất tại Nhật nha mấy anh. Này mình sơn lại nha.
nó đổ sơn không đẹp rồi, sơn mà đây. Lưỡi hợp kim còn quá trời dày luôn nha, lưỡi 180 mà này là lưỡi 205 nha, từ 180 đến 205 lưỡi không mẻ luôn nha, lưỡi hợp kim còn quá trời đẹp luôn á, dày luôn, xài biết chừng nào mới hết cái lưỡi hợp kim đó. Sắt cái sắt hộp này nha, dày lắm nha. Nhảy CV để mình ghi trực tiếp luôn. Mình ghi trực tiếp ở đây luôn nha. Đâu có nóng đâu. Cái nữa cho anh xem luôn. Cắt góc thì mấy anh chỉnh nha, chỉnh xéo qua cắt góc nha. Đứt ngọt xớt luôn nha. Rồi. Cho coi không có lửa. Máy chạy không có lửa nha mấy anh. Một triệu mốt. Mã 32. Máy này máy cắt sắt đá 300 305. Không, nhưng mà công suất lớn nha. 1500W á, nó tới 16A là 1500W nha mấy anh. Thành ra này bự vô to nó bự dữ lắm nha. Mitachi sản xuất tại Nhật, Japan. Này mình sơn lại luôn nè. Này bằng nhơ, cái đế bằng nhơ nha. Nó bị nứt đây có chút xíu à, đường à, bên đây đường nữa nè đó. Mình gắn cái miếng sắt cái loại là cứ ngắt à, nứt đường này nha, có hai chỗ à, gắn miếng sắt đó lại là cứng cáp kìa nha, là không có gì sợ nữa hết trơn á, gắn thêm vậy đó. Này tại này, cái này bằng nhôm nha, nhôm thành ra sắt đi công trình nhẹ được chút, dễ sắt nè.
À, nước con chút hả? Bên kia cũng vậy. Nhưng công suất lớn nha. Máy này công suất lớn. Để tôi cạch nhanh. Cháy nhựa chắc lửa kêu là nó không cháy, cái này cháy. Máy này chạy hoàn hảo, không có miếng nước nhỏ, nhưng mà tí một cái miếng đá này bị chai nè, mình không có miếng đá nhựt, mình gắn vô gắn đỡ miếng đá này test chơi vậy, có như là đá nhựt mình gắn vô cắt ngón máy này mới anh thấy là ghiền luôn á, không có miếng lửa nào nha. Viên đá này bữa hổm mình cắt nhôm nó bị chai, cái đá cắt mà cắt nhôm đặc á, khi mà cái miếng nhôm nó dính vô mấy cái cạnh này nè là viên đá nó chai. Bữa hổm mình cắt nhôm quá chừng mình chế đồ á, chế đồ mình cắt nhôm không có lửa đâu mà. Lâm đồng còn đẹp luôn nè, thấy không, xài đâu có bao nhiêu đâu đó. Lượng ngắn ngủn nha, mã 33,2 triệu. Máy này 1,2 triệu là mình bán mình cũng lợi ích lắm mấy anh ơi, nó nặng, máy nó gài nó nặng là bán lợi bại nó lên giá. Rồi cảm ơn mấy anh đã theo dõi và ủng hộ kênh, hẹn gặp lại clip sau.